À, đây nó là chiếc lục lạc điện thoại Fisher-Price, hàng thương hiệu của Mỹ. Nó không sử dụng pin gì hết, nó chỉ là một chiếc lục lạc hình dáng của điện thoại thôi. Nút nhấn ở đây thì nó kêu lạch cạch thôi. Rồi ngoài ra phía sau của nó, cái nấm xoay đều. Đây là cái móc để treo.